Kha Má Việt, đơn vị phát triển game Infinity đã tạo phần thưởng Quad Quantity trị giá lên đến 1 triệu USD sau vụ hack cầu nối Ronin gây thiệt hại đến 622 triệu USD. Ngày 12 tháng 4, giám đốc hoạt động của Kha Má Việt, Alexander Leonard Rensen cho biết đơn vị này đã tạo ra chương trình Quad Quantity đầu tiên nhằm khuyến khích các hacker mũ trắng tham gia phát hiện các lỗ hổng bảo mật tiềm tàng. Các hacker mũ trắng được yêu cầu tập trung vào những lỗ hổng có thể bị lợi dụng để tấn công theo các phương thức như re-agency, lỗi logic, thao túng Oracle, tấn công vào phương thức quản trị, kinh tế, tấn công gây tắc nghẽn mạng lưới, cùng các lỗi website không thường. Phần thưởng cho việc phát hiện lỗi cao nhất sẽ là 1 triệu USD và sẽ được trả dưới dạng token ISS mở khóa sau 6 tháng. Trang web Robinhood cho thấy 4 loại tiền điện tử phổ biến Shiba Inu, Solana, Polygon, Calm đã được list trên nền tảng giao dịch Robinhood. Giá Shiba Inu đã tăng khoảng 20,99% trong 24 giờ qua. Đây là meme coin thứ hai được liệt kê trên Robinhood cùng với trá của Dogecoin. Calm tăng 10,62%, Polygon tăng 5,87% và Solana tăng 4,48% trong 24 giờ qua. Tuần trước rằng Robinhood đã kích hoạt ví tiền điện tử của mình cho 2 triệu khách hàng đủ điều kiện, giúp cho việc chuyển tài sản kỹ thuật số có thể thực hiện rộng rãi. Năm ngoái đã có nhiều suy đoán về việc Robinhood sẽ list các tiền điện tử tiềm năng, mặc dù giám đốc điều hành Vasten Fest đã nói với các nhà đầu tư rằng công ty sẽ chờ đợi sự rõ ràng về quy định trước khi làm như vậy. Robinhood đã cung cấp 7 loại tiền điện tử ảo bao gồm Bitcoin, Ether và Dogecoin. Theo thông báo đăng tải tối ngày 12 tháng 4, nền tảng chợ NFT của sàn giao dịch tiền mã hóa Binance là Binance NFT sẽ tổ chức một bộ sưu tập NFT sneaker giày chạy mới cho StepN, dự án game Mutual liên tục gây tiếng vang trong thời gian qua. Đáng chú ý, loại NFT mới trên của StepN sẽ hợp tác với thương hiệu giày chạy bộ nổi tiếng thế giới ASICS và sẽ có thiết kế giống với các đôi ASICS ngoài đời thật. Số lượng mở bán là 1.000 đôi, gồm đủ các loại giày, Waker, Tracker, Runner và Trainer. Đây là loại NFT sneaker độc quyền trên Binance. Giá mở bán của mỗi NFT là 0,5 PNP. Trong tháng 4, StepN đặt mục tiêu có thể kết nối từ mạng lưới mà dự án đang xây dựng bên trên là Solana đến với PNP Chain, cho phép người dùng sử dụng đồng PNP trong ứng dụng chạy bộ cũng như mua NFT.